Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Nguyễn Đình Đang Official. Và trong ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các anh chị và các bạn một cái chủ đề mang tên là khóa học tiếng Anh của người Mỹ dạy cho người Mỹ có đắt không? Tôi muốn chia sẻ với các bạn là tiếng Anh của chúng ta là một trong những cái rất là quan trọng rồi. Với cái thời đại bây giờ, thời đại 4.0 mà chúng ta không có tiếng Anh thì là một trong những cái thiệt thòi vô cùng là lớn. Và đặc biệt rằng các bạn hình dung là gì, cái việc khi mà chúng ta học tiếng Anh là chúng ta đang đầu tư cho tương lai của chúng ta. Đầu tư đây là một cái khoản đầu tư rất là dài hạn. Và tôi hay nói rằng là chúng ta học một lần và chúng ta dùng trọn đời. Và tại sao lại như vậy? Bởi vì có những cái môn học mà trước đây chúng ta đã dành rất nhiều thời gian, ví dụ như là toán, lý, hóa hoặc là rất nhiều những cái môn khác, tuy nhiên là chúng ta chỉ dùng để chúng ta thi cử một thời gian rất là ngắn thôi, rồi sau đó chúng ta không học nữa, chúng ta bị quên hết. Tuy nhiên là cái tiếng Anh thì các anh chị hình dung là chúng ta học một lần thì chúng ta sẽ học diện, chúng ta sẽ dùng nó trọn đời của mình, dùng cho nó bất kỳ lúc nào mà chúng ta muốn. Chúng ta sẽ áp dụng vào công việc của mình, áp dụng vào cái việc mà làm thế nào chúng ta tăng được cái thu nhập của mình, áp dụng vào làm nào chúng ta có nhiều thêm các cái cơ hội đến với chúng ta được nhiều hơn, làm thế nào chúng ta có thể dạy lại cho con cái của chúng ta nữa. Thì tất cả những cái điều này thì tiếng Anh có thể giúp cho chúng ta hoàn toàn tất cả những cái điều đấy, và chúng ta chỉ cần học một lần thôi và chúng ta không cần phải học nhiều nữa, đúng nhỉ? Và trong ngày hôm nay thì tôi muốn trả lời và chia sẻ cho các anh chị cái câu hỏi và cái thắc mắc của rất nhiều người, đó là cái khóa học tiếng Anh của người Mỹ dạy cho người Mỹ thì có đắt hay là không. Thì đối với một cái người mà gì ạ, thực sự là một cái người đào tạo theo cái chương trình của Mỹ và được đào tạo theo cái cách mà nhà ngôn ngữ học người Mỹ dạy, thì một cái chương trình của họ ở bên Mỹ dạy, hoặc là đặc biệt là đang được biết một cái thông tin là ngay tại Việt Nam thôi, thì chúng ta có một cái người nhà ngôn ngữ học người Mỹ dạy theo cái phương pháp của PhD, tức là cái người mà đã nghiên cứu cái cách dạy tiếng Anh của người Mỹ và dạy lại cho những người Việt Nam. Và những người như vậy họ có chuyên môn, họ có trình độ, họ có kiến thức rất là nhiều, và đặc biệt là với những cái người như thế là chúng ta rất là ít và cũng rất là khó để chúng ta có cái cơ hội để chúng ta học được. Thế thì một cái khóa học như vậy thông thường là gì ạ? Họ bán một cái khóa học cho những cái người mà có khả năng học được theo phương pháp của người Mỹ dạy cho người Mỹ, và đặc biệt là của những cái người mà được đào tạo gọi là nhà ngôn ngữ học, thì gì ạ? Một cái khóa học một tháng của họ thì đâu đấy thì cái học phí của nó sẽ rơi vào khoảng tầm gì ạ? Học phí của họ sẽ rơi vào khoảng tầm là $1,000 đấy. $1,000 cho một cái chương trình học trong vòng một tháng, tức là tương ứng với độ khoảng là gì ạ? Tương ứng với cái số tiền Việt Nam nó khoảng tầm 22 triệu trong một tháng. Đấy, 22 triệu một tháng. Đây là một cái khóa học của một cái nhà ngôn ngữ học người Mỹ mà gì ạ? Người ta dạy tại Việt Nam, người ta dạy tại Việt Nam, và một tháng của họ ấy gì ạ? Họ sẽ thu là $1,000 trong một chương trình học như vậy. Và trong cái $1,000 này thì họ sẽ dạy những cái điều gì? Thì họ sẽ dạy thứ nhất là gì ạ? Cái cách mà cái người Mỹ mà đang dạy cho người Mỹ là cái lộ trình học tiếng Anh như thế nào. Họ sẽ dạy cho tất cả những cái người học viên của họ học là cái lộ trình cụ thể, là đi từng bước, đi từng bước, đi từng bước đến cái điểm mà gì ạ? Đạt được cái mục tiêu đó là cần phải những cái điều gì, đúng không ạ? Thì đấy chính là cái mà họ sẽ dạy. Cái số 1 là họ dạy về cái điểm B, tức là cái điểm, đây là cái điểm hiện tại, và gì ạ? Chúng ta sẽ sang đến cái điểm B là cái điểm mà chúng ta học tiếng Anh. Đấy, thì họ sẽ chia sẻ chúng ta về cái lộ trình học tiếng Anh là như thế nào. Đấy, cái lộ trình từ đây thì chúng ta cần phải trải qua những cái kỹ năng nào, chúng ta cần phải nắm bắt những cái điều gì để chúng ta có thể học được. Cái thứ hai, khi mà nắm được cái lộ trình đấy rồi thì cái số 2 thì họ sẽ chia sẻ chúng ta cái cách để làm thế nào là gì ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu những cái bước đó, bắt đầu những cái bước đó. Thì cái quan trọng nhất là gì ạ? Cái việc đầu tiên mà quan trọng nhất là cái nền tảng để chúng ta có thể nói được một cái câu, để chúng ta có thể giao tiếp một cái câu tự tin, thì đó chính là cái việc là gì ạ? Chúng ta phải nói được chính xác cái từ, những cái từ ngữ trong cái câu đó. Và trong những cái câu, trong cái từ ngữ trong cái câu đó, chúng ta cần phải học được chính xác là các cái âm, đang nhắc lại là các cái âm ở trong cái từ đó, đúng nhỉ? Các cái âm và đầu, và tiếp theo nữa là các cái quy luật để ghép các cái âm đấy lại với nhau để làm thế nào để có thể nói được lên một cách chính xác từng từ một như vậy đó. Và điều đặc biệt hơn là những cái người nhà ngôn ngữ học thì họ gì ạ? Họ biết cái cách để làm thế nào để họ gì ạ? Họ truyền tải cái kiến thức đấy một cách đơn giản và dễ dàng, giống như cách mà chúng ta học tiếng Việt ngày xưa. Và tất cả những cái điều đó khiến cho chúng ta gì ạ? Chúng ta là người Việt nên chúng ta dễ dàng được ghép lại để chúng ta học được một cách đơn giản, và họ có cái sự nghiên cứu được chứng nhận những cái bằng, được chứng chỉ rồi, để làm thế nào để đạt được điều đó, thì họ đã giúp cho chúng ta được những cái kiến thức, và đặc biệt họ có những cái kỹ năng sư phạm và đẩy cho chúng ta để chúng ta học tốt hơn, và kỹ năng về sự truyền cảm hứng cho chúng ta. Làm thế nào, rất nhiều người nói là gì ạ? Học một thời gian bị chán, thì chính là cái việc là làm thế nào để chúng ta có một cái niềm cảm hứng liên tục, chúng ta có cái cảm hứng để chúng ta chinh phục được tiếng Anh, chúng ta không dừng lại cho đến khi chúng ta đạt được cái mục tiêu. Thì đó là cái nội dung số 3 để họ chia sẻ cho chúng ta, đúng không ạ? Và khi mà cái điều đặc biệt nữa là cái cách học của họ,
của người cái người nhà ngôn ngữ học thì họ sẽ dạy cho chúng ta từ cái nền tảng gốc rễ. Và khi mà chúng ta có cái nền tảng gốc rễ thì tự mình có thể gì ạ, đọc được, nói được bất kỳ một từ một câu nào mà chúng ta không bao giờ chúng ta quên được, không bao giờ chúng ta có thể quên được cái điều đó, thì đấy là một trong những cái giá trị vô cùng tuyệt vời. Nên rất nhiều những khóa học ngoài kia thì họ dạy nhưng mà một thời gian chúng ta gì ạ, chúng ta không học nữa, chúng ta dừng lại, chúng ta quên hết. Thì tuy nhiên là gì ạ, với cái khóa học mà cái người nhà ngôn ngữ học và với những kiến thức của ASD chia sẻ cho tất cả chúng ta thì chúng ta học một lần chúng ta sẽ nhớ mãi, không bao giờ chúng ta quên, bất kỳ lúc nào chúng ta muốn chúng ta xem lại để chúng ta đều có thể học được thôi. Và đấy chính là cái điểm đặc biệt là học và không bao giờ học nữa trong cái chương trình đó, đúng không ạ? Và tôi cũng rất là mong muốn gì ạ, mang đến những cái giá trị giống như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì tôi là một trong những cái người học trò, hai người học trò đầu tiên tại Việt Nam được đào tạo trực tiếp bởi nhà ngôn ngữ học người Mỹ, và tôi đã cùng với đội nhóm mình giúp cho hơn 50.000 người khắp Bắc, Trung, Nam ở Việt Nam học tiếng Anh, thay đổi toàn bộ cái cách mà họ học tiếng Anh rồi. Và tôi rất là mong muốn được giúp đỡ cho rất nhiều người nữa với cái việc là gì ạ, mang đến những cái giá trị tương tự như vậy. Tôi sẽ giúp cho tất cả các anh chị cái cách làm thế nào để các anh chị có thể ghép vần, đọc được bất kỳ một cái âm nào, bất kỳ một cái từ nào trong tiếng Anh, giống như cách mà chúng ta ghép vần trong tiếng Việt ngày xưa, và chúng ta không bao giờ chúng ta quên được. Và đặc biệt cái lộ trình thì tôi cũng sẽ cung cấp cho tất cả các bạn cái lộ trình rất là rõ ràng, cụ thể từng bước một chúng ta cần phải đi như thế nào. Và tiếp theo nữa thì tôi sẽ cho anh chị biết là cái cách làm nào để tôi sẽ truyền cảm hứng cho tất cả các anh chị, cái cách mà tôi đã giúp cho hơn 50.000 người cùng với đồng đội của tôi, cái cách để làm cho họ liên tục phấn khởi khi mà họ học cái chương trình đó, không bao giờ họ dừng lại, không bao giờ họ cảm thấy gì ạ, buồn, hoặc không bao giờ họ cảm thấy chán khi mà học cái chương trình tiếng Anh như vậy nữa. Và tiếp theo nữa thì tôi sẽ giúp cho tất cả các anh chị cái cách mà làm thế nào để anh chị có thể neo lại cái cảm xúc, làm thế nào để anh chị có khả năng ghi nhớ nhanh hơn. Bởi vì tôi cũng là người được học các cái chương trình siêu trí nhớ trên thế giới của những người thầy trên thế giới, giúp cho các anh chị tổng hợp lại toàn bộ tất cả những cái kiến thức một cách rất là đơn giản, một cách rất là dễ dàng, những cách làm nào hiểu về bộ não của chúng ta để chúng ta có thể học một cách nhanh chóng và hiệu quả, mất ít thời gian hơn rất là nhiều so với những cái chương trình khác. Ok, và với một cái chương trình như vậy thì đương nhiên là gì ạ, tôi không bao giờ với một cái giá quá cao như là những cái nhà ngôn ngữ học người Mỹ cả. Với cái giá này thì rất là ít người có khả năng học được. Tôi biết là với cái giá như thế này thì cái chất lượng thì vô cùng tuyệt vời, chất lượng thì không bao giờ thì gì ạ, kém bất kỳ một cái khóa học nào. Tuy nhiên là gì, tôi muốn giúp được cho nhiều người học hơn nữa. Và tôi biết một cái khóa học như vậy và tôi đã chia sẻ cho rất là nhiều người bạn của tôi, rất nhiều những cái người mà đang thực sự khát khao quan tâm đến cái khóa học này của tôi rồi. Và nếu như mà các anh chị nào mà thực sự là gì ạ, quan tâm, mong muốn được biết thêm về những cái sản phẩm này của tôi với những cái khóa học mà gì ạ, tôi được học toàn bộ những cái chương trình học của nhà ngôn ngữ học người Mỹ, được đào tạo trực tiếp của họ, và đặc biệt tôi lại được học thêm về những cái cách làm thế nào để có thể là truyền cảm hứng cho rất là nhiều người. Và gì ạ, tôi cũng lại học thêm của những cái người thầy ở trên thế giới cái cách để đào tạo giúp cho học viên ghi nhớ nhanh hơn, những cái cách mà kỷ lục gia siêu trí nhớ trên thế giới họ giúp cho rất nhiều người có thể học ít nhưng mà nhớ lâu. Thì tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị với điều đó với một cái mức phí rất là rẻ so với cái mức phí của cái nhà ngôn ngữ học người Mỹ như thế này. Và chúng ta đều có thể đạt được tất cả những cái giá trị, tất cả những cái mục tiêu như vậy, học một lần là không bao giờ chúng ta cần học nữa. Thế đây chính là một cái cuộc cách mạng mà tôi muốn giúp cho rất nhiều người mà khi mà thực sự là gì ạ, biết đến tôi, biết đến cái chương trình học phương pháp mới nhất của người Mỹ, dạy cho người Mỹ của HD bây giờ. Và cảm ơn tất cả các bạn đang xem cái video này. Và nếu như các bạn thực sự mong muốn khát khao để chúng ta khám phá cái chương trình học với một cái mức phí vô cùng là rẻ, và chúng ta sẽ không bao giờ phải học lại tiếng Anh, và chúng ta sẽ tăng thêm cái thu nhập của chúng ta, tăng lên gấp 2 lần, và chúng ta thậm chí là gì ạ, gấp 3 lần, gấp 4 lần, và đặc biệt là sẽ thay đổi cái cuộc đời của mình nhờ cái thu nhập đó, và chúng ta dùng trọn đời cái tiếng Anh của chúng ta, không bao giờ chúng ta cần phải học nữa, và chúng ta còn thậm chí dạy lại để cho con cái của chúng ta. Thì các anh chị có thể comment xuống phía dưới này là quan tâm thì tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh chị. Cảm ơn tất cả các bạn đang xem video và hẹn gặp lại ở trong video sau.